này trở thành nơi trò chuyện, gặp gỡ để mọi người gần gũi nhau hơn. Ông Nguyễn Văn Thùy là độc giả thường xuyên của quầy sách từ những ngày đầu khi chỉ có vài ba quyển sách, tờ báo. Thực tế tất cả mọi người ai cũng lao vào làm giàu kiếm tiền. Người bỏ công bỏ sức ra để khôi phục một cái cuốn sách đọc phục vụ người già, phục vụ thanh thiếu niên miễn phí. Đấy là một hành động phải nói là đẹp giữa đời thường và đáng cần trân trọng. Được đọc sách miễn phí đó là một cái quý hóa vô cùng. Nhiều học sinh, sinh viên cũng ghé quầy sách với hy vọng tìm được những cuốn sách hay, bổ ích. Vào 5 giờ chiều mỗi ngày sau giờ học, Nguyễn Văn Đông, sinh viên Đại học Công đoàn Hà Nội cùng những người bạn lại tìm tới quầy sách. Bây giờ thì không ai cho ai miễn phí cái gì, nhưng mà bà lại mở một quán sách hoàn toàn miễn phí thì em thấy rất là ý nghĩa. Em thấy quán sách mở ở đây rất là hữu ích, tại vì em có thể ra đây mượn được những quyển sách của bà mà không mất tiền ạ. Không chỉ ra đây đọc sách, nhiều bạn trẻ còn sẵn sàng giúp đỡ bà Dung dọn dẹp, sắp xếp lại các loại sách như Nguyễn Hồng Chi. Em thấy hiệu sách mà ra có ích cho xã hội nên em để giúp bà sắp xếp sách. Những quyển sách ở đây còn được sắp xếp để dễ tìm và dễ nghiên cứu ạ. Xuất phát từ trái tim yêu tri thức, yêu văn hóa đọc, bà Dung đã nhóm lên trong lòng mỗi bạn đọc có thêm niềm vui nho nhỏ mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, để có được quầy sách ý nghĩa này, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của bà Dung, còn là sự giúp đỡ của nhiều tấm lòng như anh Nguyễn Công Huân ở Văn Chương, Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Anh Huân là xe ôm miễn phí chuyên chở sách từ những nơi ủng hộ mang tới quầy sách cho bà Dung. Tôi chở sách ở những cái nơi mà người ta công đức sách cho cửa hàng của bà ấy, thì chở từ ở nơi người ta cho mang về cửa hàng cho bà ấy, thì mình thấy là cũng muốn phần nhỏ bé, thế là việc có ích cho mọi người, muốn đóng góp một chút, chỉ là vô tình thôi, nhưng mà được khoảng tầm 2 năm nay rồi. Và không thể không kể đến sự ủng hộ động viên của gia đình, người thân bà Dung, anh Phương Đinh Tùng, con trai bà Dung tâm sự. Bà về bà thích thì bà làm cho vui đấy, với cả cái yêu sách của bà thì ở nhà thì các con cháu ai cũng biết mà, nên là ủng hộ bà thôi. Như chúng tôi thì làm kệ, các cháu thì xếp sách đấy, bà thì mệt nhọc thu dọn đóng cho bà nghỉ sớm. Mong muốn duy trì văn hóa đọc, công việc của bà Dung góp phần nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến bây giờ, thời lượng dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đã hết. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên trang web vov2.vn. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chào các em đến với chương trình hỗ trợ học tiếng Anh lớp 8 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Welcome to English 8. Trong chương trình này, chúng tôi giúp các em nâng cao năng lực nghe nói dựa trên tài liệu tiếng Anh lớp 8, sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và đang được sử dụng trong các trường trung học phổ thông cơ sở trong toàn quốc. This is a Voice of Vietnam broadcast program helping you learn to understand English through listening. This is an English 8 based program. Unit 2, Making Arrangements. Trước hết, các em gấp sách, nghe giới thiệu về ông Alexander Graham Bell. This is a brief introduction to Alexander Graham Bell. On March the 3rd, 1847, Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman, although he later emigrated first to Canada and then to the USA in the 1870s. In America, he worked with deaf mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone. Bell and his assistant Thomas Watson conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone, "Mr. Watson, come here, I want you." This was the first telephone message.
Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877, the first telephone was in commercial use. Theo những gì chúng ta nghe được, ông Alexander Graham Bell là một nhà khoa học người xứ Scotland. Ông là người đã phát minh ra điện thoại. Through the passage, we get to know about Alexander Graham Bell, a Scottish scientist who invented the telephone. Bây giờ các em mở sách, nghe cô Campbell đọc 5 câu sau đây. Hãy nghe và phát hiện những từ người Anh đọc nhấn mạnh trong một câu, tức là đọc to hơn và cao hơn các từ khác trong câu. Đó là những từ có trọng âm trong câu. Lần này các em lắng nghe, chưa làm bài tập. Number 1. Alexander Graham Bell was a Scotsman, although he later emigrated first to Canada and then to the USA. 2. In America, he worked with deaf mutes at Boston University. 3. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. 4. Bell and his friend came up with a device which they first introduced in 1876. 5. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public. Các em có nhận xét gì? Nghe sơ qua, chúng ta thấy người Anh khi đọc cũng như khi nói không đọc đều đều, ngang ngang tất cả các từ như nhau, mà họ đọc có từ mạnh, từ nhẹ. Bây giờ các em nghe lại 5 câu trên và đánh dấu những từ có trọng âm trong câu. Number 1. Alexander Graham Bell was a Scotsman, although he later emigrated first to Canada and then to the USA. 2. In America, he worked with deaf mutes at Boston University. 3. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. 4. Bell and his friend came up with a device which they first introduced in 1876. 5. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public. Vậy là trong câu thứ nhất, Alexander Graham Bell was a Scotsman, although he later emigrated first to Canada and then to the USA. Chúng ta có những từ được đọc mạnh hơn, cao hơn các từ khác, gọi là từ có trọng âm. Stressed words. Đó là Alexander Graham Bell, Scotsman, emigrated, first, Canada, then USA. Nghĩa của những từ này là Alexander Graham Bell, người Scotland, sau này di cư, Canada, Mỹ. Vậy, chúng ta không cần nghe từng từ trong câu, chỉ cần nghe những từ có trọng âm là hiểu được nghĩa của toàn câu. Alexander Graham Bell, người Scotland, nhưng sau này ông di cư sang Canada và Mỹ. Các em nghe lại câu thứ hai và ghi lại những từ có trọng âm. In America, he worked with deaf mutes at Boston University. Những từ có trọng âm là America, worked, deaf mutes, Boston University. Nghĩa là Mỹ, làm việc, những người câm điếc, Đại học Boston. Vậy câu này có nghĩa là ở Mỹ, ông làm việc với những người câm điếc ở Đại học Boston. Các em nghe lại câu thứ ba, ghi nhớ các từ có trọng âm. Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. Những từ có trọng âm là Bell, experimenting, ways, transmitting speech, long distance. Nghĩa là Bell, nghiên cứu, phương thức, truyền lời nói, đi xa. Vậy câu này có nghĩa là Bell nghiên cứu cách truyền lời nói đi xa.
Các em nghe lại câu thứ tư, ghi nhớ các từ có trọng âm. Bell and his friend came up with a device which they first introduced in 1876. Những từ có trọng âm là Bell, friend, came up, device, first introduced, 1876. Nghĩa là Bell, bạn, tiến đến, thiết bị, giới thiệu đầu tiên, vào năm 1876. Vậy câu này có nghĩa là Bell và các bạn của ông đã tiến tới phát minh một thiết bị lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1876. Các em nghe lại câu thứ năm, ghi nhớ các từ có trọng âm. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public. Những từ có trọng âm là Traveling, America, Bell demonstrated invention, public. Nghĩa là đi, nước Mỹ, Bell biểu diễn, sáng chế, công chúng. Vậy câu này có nghĩa là Bell đi khắp nước Mỹ giới thiệu cho công chúng sáng chế của ông. Bây giờ các em nghe lại lời giới thiệu về Alexander Graham Bell để lấy thông tin. 1. Tên thiết bị ông sáng chế ra là gì? What's the name of the device he invented? 2. Câu đầu tiên ông nói qua thiết bị ấy là gì? What is the first sentence he said into the device? Chúng ta cùng nghe. On March the 3rd, 1847, Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman, although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s. In America, he worked with deaf mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone. Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone, "Mr. Watson, come here, I want you." This was the first telephone message. Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877, the first telephone was in commercial use. Câu trả lời của chúng ta là 1. Tên thiết bị ấy là điện thoại. The name of the device is the telephone. 2. Câu đầu tiên ông nói là Ông Watson, lại đây, tôi cần ông. He said, "Mr. Watson, come here, I want you." Các em thân mến, có một cú điện thoại gọi đến khách sạn Thắng Lợi. Các em nghe nội dung câu chuyện nhé. A customer telephoned the Thắng Lợi delivery service on June the 16th, just after midday. The customer's name was Angela. She wanted to speak to the hotel managing director, but he was out at a meeting. Lan took the message for him. Angela called about her stationery order. She said the director could reach her at 8634082. Bây giờ chúng ta nghe lại một lần nữa. Người đọc sẽ dừng lại 5 giây sau mỗi câu để các em đánh dấu trọng âm. Chúng ta bắt đầu. A customer telephoned the Thắng Lợi delivery service on June the 16th, just after midday. The customer's name was Angela. She wanted to speak to the hotel managing director, but he was out at a meeting. Lan took the message for him. Angela called about her stationery order.
She said the director could reach her at 8634082. Chúng tôi cho đáp án. Các em so sánh bảng ghi của mình với đáp án nhé. Customer telephoned. Thang Loi Delivery Service. June 16th. After midday. Customer's name. Angela. Wanted, speak, hotel managing director. Out, meeting. Lan took, message. Angela called, stationary order. Said, director, reach, 8634082. Bây giờ, chúng tôi cho một số câu chưa hoàn thiện. Các em hãy thêm từ để hoàn thiện câu và đọc to lên. Chú ý, khi đọc nhớ nhấn đúng trọng âm trong câu. Cô Camel sẽ giúp các em. Number one. Lan called friend. You say, Lan called her friend. Two. Wanted, invite, dinner. You say, she wanted to invite her to dinner. Three. They, arrangement, Thang, restaurant. You say, they made an arrangement for the Thang restaurant. Four. Lan, favorite restaurant. You say, it's Lan's favorite restaurant. Các em thân mến, chúng ta tạm dừng bài học ở đây. Hẹn gặp lại trong những bài sau. Goodbye. Script. Nguyễn Quốc Hùng. Speakers. Carmel Milroy. Vũ Tuyết Thu.